Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 6 tháng 5 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, trời nắng sớm nên nền nhiệt ngày ở miền Bắc sẽ tăng nhanh, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 30 đến 31 độ. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc có nhiệt độ cao hơn từ 33 cho đến 34 độ. Với miền Trung, cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, lúc này trời vẫn còn khá nhiều mây, nhiệt độ thì không cao, chỉ từ 21 đến 23 độ. Còn ở những vùng khác còn lại của miền Trung, trời có nắng ráo nên nền nhiệt vì thế cũng tăng nhanh, hầu khắp đều ở mức từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Lưu xuống phía Nam, ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới, cả hai khu vực đều có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực vùng cao Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 29 đến 32 độ. Lưu ý về chiều và tối, cả hai khu vực này đều tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Chuyển sang thời tiết trên biển, các vùng biển thời tiết diễn biến tốt dần,